Các bác nhá, hôm nay em giới thiệu bác một con Omni Filler các bác nhá. Con Omni Filler ở phía trên đây là model của nó 6800 25 mã các bác nhá. Đấy, treo Omni. Cái chức năng này hoạt động bình thường hết các bác nhá. Đấy, Omni hoạt động bình thường hết. Nên là các bác nào có nhu cầu thì alo cho em. Đấy. Cái Omni này thì là tất cả đều nguyên bản hết các bác nhá, nguyên bản. Nói chung là Omni cổ ngày xưa. Thì các bác mua hợp lý thì các bác mua, hợp lý thì các bác coi cho tham khảo thôi bác nhá. Con này nó dùng 4 con sò than, 2 xanh 2 đen các bác nhá. Đó, bên trong đây là cái mạch của nó này. Anh quay bằng đèn flash để các bác nhìn. Đó. Đây mặt phay nhôm các bác nhá, mặt phay nhôm. Thì hiện tại em đang mở nhạc YouTube là nhạc không lời thôi, tại vì nhạc không bản quyền như mặt video nhạc mà có lời hay có bản quyền ấy. Đấy, công suất của con Omni này, con này nó có 3 cổng vào nhé, Tuner và cổng phone và cổng AUX. Đấy thì cái con này là 6800 các bác nhé, nó sẽ là cổng AB nó sẽ 4 đến 16 ohm và cổng A cộng B sẽ 8 đến 16 ohm. Thì con này nó sử dụng tổng điện 100V, công suất là 110W các bác nhé. Thì đây là cái mặt trên của nó, thì em có sơn lại màu đen rồi các bác nhé, sơn nó sạch cái tại vì nó về nó chảy xước ở phía trên. Em sơn lại rồi các bác nhé. Đó. Nó không ảnh hưởng gì cả các bác nhé. Đấy, sơn lại cho nó sạch sẽ tí, nhìn cho nó ấy thôi. Tại vì hàng nó lâu đời rồi ấy, nên là nó có những cái nó không được sạch đẹp cho lắm. Đây là mặt nhôm các bác nhé. Đấy, thì cái mặt này bác về bác vệ sinh lau chùi nhá. Em để nguyên nó như vậy luôn. Đấy. Thì em mở cái chức năng hoạt động ok. Đấy, thì các bác thử. Đấy. Còn nhạc thì nghe thì chất âm thì các bác tùy các bác ghép loa ghép niếc nhá. Đấy, thì em chỉ bán Omni nó sống thôi, hoạt động ok thôi. Đây em mở loa trái phải nhá. Đó. Đấy. Đó. Nút ba lăng, đây nút alert, nút tông. Cái gì này, nút này tần số thì 15Hz nên chẳng biết. Cái này phone này cổng nghe nhạc các bác nhé, nghe bằng tai nghe jack 6 ly nhá. Đây là con này nó đánh được cổng A và B. Đấy. Riêng biệt và A cộng B các bác nhá. Đấy, có thông số phía sau nó rồi. Đây, đây là bass này. Đấy, đây là chest này. Đó. Còn đây là nút volume. Còn đây là cái chỉnh cổng AUX, tuner và phoner. Đấy. Đấy, nghe được chất treo và molo các bác nhá. Đấy, chất treo molo. Đấy. 2-1 1-2, cái này các bác có thể ở em không dành. Đấy. Đấy, mở nhạc lên các bác nhé. Nhạc thì nó hoạt động ok các bác nhé, Omni hoạt động ok. Còn nhạc thì các bác có thể theo cái nhu cầu của các bác ghép loa. Đấy, thì model thì nó có sẵn ở đây rồi. Đấy, model của nó là Filler 6800 hai là mã. Đấy. Mặt phay nhôm. Đấy. Thì bác về bác ghép những cái loa nào thì các bác ghép nhé, nó cũng rất là dễ ghép loa, tại vì là nó từ 6 ohm cho tới 10 mấy ohm gì đó. Em không dành về Omni lắm, nhưng mà xem tiện Omni sống chết hoạt động ok là được rồi các bác nhé. Này còn ghép loa là nó cũng nhiều những cái cấu tạo các bác nhá. Nói chung là nhiều cái nó liên quan tới nhau lắm. Loa hợp với cả Omni này kia nữa. Đây em bán là Omni sống thôi. Đấy, còn ghép cái gì thì các bác có thể tham khảo ở trên mạng các bác nhá. Người chơi trước cái gì đó. Ok, thank you các bác nhá. Đấy, con Omni này là 6800. Đấy. Thì của Filler thì bác biết rồi, chất âm thì nó nghe nó mềm mại vừa phải. Ok nhá, cái Omni này giá của nó là 1.900.000 các bác nhá. Giá combo cùng vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em bác nhá.